Thực hiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, đây được xem là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Nhìn lại bức tranh giảm nghèo của thành phố trong chặng đường vừa qua, càng thấy được sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bước đột phá đầu tiên trong công tác giảm nghèo phải kể đến chương trình 50 được thành phố ban hành vào năm 2000. Với mục tiêu không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của. Từ năm 2002 đến năm 2009, thành phố hai lần nâng mức chuẩn nghèo và không còn hộ đói theo chuẩn quốc gia. Năm 2005, thành phố tiếp tục ban hành chương trình Thành phố ba có, gồm có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Với mục tiêu có nhà ở, Đà Nẵng đã tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội, đưa vào sử dụng hơn 10.000 căn hộ chung cư, nhà liền kề, giải quyết hơn 9.800 căn hộ cho các gia đình chính sách, hộ thuộc diện giải tỏa hộ nghèo. Trên nền tảng của chương trình 503 có năm 2016, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện chương trình thành phố 4 an, gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Có thể thấy, với mỗi chương trình được ban hành, thành phố đều chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, lấy yếu tố con người là động lực cho sự phát triển. Chương trình thành phố 50 và 3 có và chương trình 4 an, đây là một trong những cái điểm nhấn. Và để mà chúng tôi làm tốt cái công tác an sinh xã hội bằng những cái kế hoạch hàng năm, bằng những cái kế hoạch của những giai đoạn 5 năm, góp phần xây dựng cái thành phố Đà Nẵng với thương hiệu là thành phố đáng sống. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Đà Nẵng chú trọng phát huy tính tự chủ, ý chí tự vươn lên của hộ nghèo. Gần dân, sát dân, đội ngũ cán bộ cơ sở là cánh tay nối dài, giúp lãnh đạo thành phố hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo để có phương án hỗ trợ kịp thời, từ sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn làm ăn đến hỗ trợ sinh kế. Cần cái gì để mà phát triển được kinh tế gia đình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đó. Ví dụ như nhiều người họ cần một cái nồi bún, chúng tôi làm mua cái nồi bún tặng để người ta bán bún. Cần bàn ghế để bán cà phê thì để bán cà phê để phát triển. Thì qua cái công tác đối thoại nắm hộ nghèo, nắm cái nhu cầu của hộ nghèo, chúng tôi nắm sát được cái nhu cầu của từng hoàn cảnh của từng gia đình và hỗ trợ cho hộ nghèo nó đúng với cái mục đích, cái nhu cầu của hộ nghèo. Kế hoạch vận động quỹ nghèo thì năm nay là 4,5 tỷ đồng, cố gắng là toàn quận. Và chúng tôi đã phối hợp với Ban dân phòng lao động thương binh xã hội của quận cũng như là Ban giảm nghèo 10 phường, mặt trận 10 phường tập trung khảo sát. Như vậy là trên 60 cái nhà, kể cả xây mới sửa chữa. Như vậy là có 49 nhà sửa chữa và 13 nhà xây mới trong năm này. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội, Đà Nẵng có đề án giảm nghèo theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 23.270 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,16% dân số. Chỉ sau 3 năm triển khai, đến năm 2018, Đà Nẵng giảm số hộ nghèo xuống còn hơn 2.300 hộ, chiếm tỷ lệ 0,91%. Với nhiều quyết sách kịp thời, đồng bộ, đến cuối năm 2020, thành phố đã hỗ trợ cho trên 26.230 lượt hộ nghèo chuẩn thành phố, còn sức lao động thoát nghèo. Trong giai đoạn tới thì sở sẽ bám sát vào cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, gồm có hai nghị quyết. Một là cái nghị quyết về chuẩn nghèo, hai là cái nghị quyết về các chế độ chính sách cho các hộ nghèo, thì sẽ bám vào cái đó để xây dựng chương trình giảm nghèo trong thời gian tới. Và bình quân mỗi năm thì cố gắng thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết mà thành ủy đã ban hành, giảm từ 1-1,5% trong tổng số 15.988 hộ nghèo. Giảm nghèo với mục tiêu phát triển bền vững, đây là mục tiêu vừa cấp bách vừa lâu dài đối với thành phố Đà Nẵng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng luôn bám sát định hướng phát triển gắn với giải quyết chặt chẽ các vấn đề xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau và mọi người dân của thành phố đều có quyền được hưởng cuộc sống tốt nhất.